lấy được Maldives thì mình đi trải nghiệm nghỉ dưỡng resort xịn sò như Maldives luôn. Nghe lại hợp lý quá chứ các bác nhỉ. Để em giới thiệu cho các bác top 3 con resort này tại bãi giải Phú Quốc, không kém cạnh gì nước ngoài đâu nha các bác ơi. Yeah boy. 1. Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc. Nơi đây gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm phong cách Indochina. Kiến trúc này thì đặc biệt giúp resort mang vẻ đẹp hoài cổ của truyền thống Á Đông kết hợp với sự lãng mạn hiện đại của kiến trúc Pháp. Một điểm em cực kỳ thích ở đây là có bể bơi ngoài trời rộng gần 5.000m2 nhìn ra bãi biển trải dài, tha hồ mà thả dáng sống ảo các bác nhé. 2. Radisson Blu Resort Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng tường kết hợp với hệ thống cửa kính tạo nên không gian nghỉ dưỡng vô cùng sang trọng và hiện đại. Toàn bộ resort thì đều có hướng đón biển nên là các bác yên tâm là có thể dễ dàng ngắm được cảnh sắc tuyệt đẹp của bãi dài nhé. Đặc biệt thì các bác có thể thỏa sức tâm mình thư giãn bởi mỗi căn biệt thự thì đều sở hữu một bể bơi riêng với diện tích 30m2 hết mức chấm luôn nha. 3. Windham Grand Phú Quốc. Điểm chung của các căn phòng ngủ tại đây là có thiết kế sang trọng hiện đại với gam màu trắng chủ đạo. Nội thất bên trong mỗi căn thì đều được thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng cuốn hút. Mỗi phòng thì đều được sử dụng cửa sổ kính lớn lắp ban công rộng rãi giúp cho không gian phòng luôn sáng và thoáng đãng. Nơi đây thì còn cung cấp dịch vụ phục vụ đồ ăn nhẹ, đồ uống, cocktail cho du khách tại hồ nên là vừa chill chill sống ảo lại có cả đồ ăn thức uống xịn sò như các bác. Mùa hè đến đây trải nghiệm dịch vụ tiện ích chất lượng thế này thì tội gì mà không thể thử một chuyến các bác nhỉ.